Vương Lý Thái Tổ, hoàng đế đầu tiên của thời nhà Lý, và ngài là người có công lao to lớn và trực tiếp với đất nước Việt Nam ta và thủ đô nghìn năm văn hiến. Và xin mời anh em ngắm nhìn những đường nét và chi tiết thần thái do nghệ nhân số 1 là ngài em chế tác ra. Đầu tiên có thể thấy là cái ánh mắt của một vị đức vương thì vô cùng là anh minh. Ngài thì là người có tầm nhìn xa trông rộng, khi mà đã đưa đất nước Việt Nam tới thời kỳ hưng thịnh và phát triển gần như là bậc nhất trong thời kỳ phong kiến. Và đặc biệt hơn nữa là tác phẩm này em đều chế tác thủ công bằng tay, từ ánh mắt, sống mũi, bờ môi gần như đạt tỷ lệ không khác gì so với người thật. Và tác phẩm được làm rất là kỹ, khi kể cả là những cái mũ mão bào của ngài hay kể cả là những cái chú rồng khảm lên trên đều được làm rất là chỉnh chu. Và bên dưới thì ngài đang khoác một chiếc long bào từ những cái chú rồng đang huấn luyện. Đây là rồng thời nhà Lý, đúng với linh vật rồng của Việt Nam ta. Và tiếp đến nữa thì kể cả những cái áo bào đang rủ xuống cũng có thể thấy những cái sự nhẹ nhàng. Một tay của ngài thì cầm chiếu rời đô, tay bên cạnh thì đang vươn ra để có thể là mong muốn Việt Nam mình là vươn tới những cái tầm vóc ở trên thế giới. Và đặc biệt hơn nữa thì tác phẩm của em không chỉ đục đẹp mà còn được vẽ những cái đường nét vẽ gấm do họa sĩ hàng đầu Việt Nam chế tác ra, màu sắc chìm nổi, cảm giác vô cùng hài hòa và bắt mắt. Và tác phẩm này còn được chế tác trên nền chất liệu đó chính là vương mộc tử đàn, rầm gỗ nhà vua, rất phù hợp cho một vị hoàng đế.